rồi có cây trắng còn hồn nhiên chuyện từ mây mắt buồn. Cuộc thi bông lúa vàng tỏa sáng tài năng cải lương năm 2021 chính thức ra mắt thính giả với sự tham gia của hàng trăm thí sinh trên cả nước, cùng theo dõi hành trình chinh phục cúp vàng danh giá và cổ vũ cho các thí sinh. Chương trình được phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy trên kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, kênh FM 100.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, kênh FM 98.4 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, kênh BLTV Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu và kênh truyền hình HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. 13 giờ thứ tư kênh AM 610 kHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Cuộc thi bông lúa vàng 2021 với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền tỏa sáng tài năng cải lương. Sức khỏe của bản thân và gia đình. Những kiến thức dinh dưỡng, sức khỏe nào cần lưu ý theo mùa? Tất cả đều được giải đáp trong Cẩm nang sức khỏe. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước sẽ đồng hành cùng với chương trình Cẩm nang sức khỏe vào lúc 10 giờ đến 10:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 95.6 MHz và được livestream trên fanpage VOH Radio Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi có thể đặt qua hotline 028 38 22 44 29 hoặc ngay dưới phần bình luận livestream. Cẩm nang sức khỏe, nhịp cầu sức khỏe mọi nhà. Thưa quý vị, bây giờ là 20 giờ 55 phút và chúng ta đang đến với những phút giây cuối cùng rồi của đêm thành phố tối ngày hôm nay. Khánh Tường và Kim Ly, chúng tôi cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng với toàn thể quý thính giả tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Ngồi gần bên em, anh nghe anh ngồi trên chiếc xe đạp. Con tim xếp xa xe đạp cùng với nhân viên em Phô Du và Thư Chi. Chính xác. Đây là ca khúc mà Khánh Tường muốn gửi tặng theo giống như là một lời chào tạm biệt chăng? Chính xác, tại vì chúng ta đã mở đầu chương trình hôm nay bằng những giai điệu rất là học trò rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ kiếm chiếc xe đạp mình đi về nhà luôn. Ồ vậy hả? Cũng được. Dạ, nói vui như vậy thôi. Đúng chính xác, đây là ca khúc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý tín giả khép lại đêm thành phố tối nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ không quên khung giờ và có hẹn cùng với nhau vào lúc 19:05 buổi tối trên làn sóng FM 95.6 MHz VOH và FM 90 MHz phát thanh truyền hình Hà Nội nha. Cảm ơn Kim Liên, xin chào và hẹn gặp lại.
hòa mình vào những giai điệu của âm nhạc trong chương trình giai điệu sẻ chia. Ở đây quý vị có thể tìm thấy sự nhẹ nhàng thoải mái với những ca khúc nồng nàn và những thông điệp yêu thương. Chương trình là nơi mà chúng ta có thể gợi gắm những tâm tư hoài bão của mọi người. Âm nhạc như là một nguồn suối tắm mát và giải tỏa những cái buồn, những áp lực trong cuộc sống. Âm nhạc còn là một liều thuốc đủ liều để xoa dịu những vết đau, những nỗi buồn của một thời dị dãng. Hãy đến với âm nhạc để qua mình vào những dòng cảm xúc, để thấy cuộc đời còn nhiều tình yêu và cuộc sống còn nhiều hy vọng. Giai điệu sẽ 21 giờ thứ tư và chủ nhật hàng tuần, FM 95.6 MHz VOH và FM 90 MHz Hà Nội. Giai điệu sẽ tiếp cùng lắng nghe, cùng chia sẻ. Lây hoay giữa mớ bộn bề của cuộc sống, những áp lực, những buồn âu, những khó nhọc cứ khiến trái tim ta thổn thức một nỗi nhớ quê nhà. Thank you.
từng bước nhẹ. Mẹ ngồi nhấm bếp lá dừa, khói lên mây trắng cho vừa hoàng hôn. Bếp quê nào có nhiều hơn, chắc chiều mẹ giữ yêu thương từng ngày. Tác giả Nguyễn Giang Sang. Phiêu bạc mưu sinh nơi xứ người, đôi khi chỉ thèm một bữa cơm gia đình ấm áp. Nhớ những ngày cả nhà quây quần bên bếp lửa quê. Tuổi thơ lớn lên bên bếp lửa của mẹ, của bà. Chiều nay ngoài trời mưa rơi, mang theo cái lạnh thấu da thịt, và cùng với đó là những sợi khói mỏng manh bay từ đâu về, làm sống mũi cay cay, nồng nồng. Và lòng chợt nhớ về bếp lửa quê của mẹ, của bà đã sưởi ấm tuổi thơ năm nào. Bếp lửa, chao ôi sao thân thương và gần gũi quá. Bên bếp lửa ấy, mỗi buổi chiều mẹ lại nhóm lửa làm không gian thêm ấm áp. Lửa xeo tí tách đến phôi tay, cả nhà quay quần sinh hoạt bên bếp lửa. Thế là bếp lửa là người bạn sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh. Bên bếp lửa ấy, mẹ nấu ăn hàng ngày, những món ăn bình dị đậm đà chất quê, thấm đượm tình yêu thương của mẹ dành cho gia đình trong tiếng lửa reo tí tách tí tách. Lòng chợt nhớ những củ khoai lang nướng thơm ngon nức mũi, cây xè khói bếp. Nhớ những chảo cơm mẹ trang mùi thơm bay khắp nhà, ăn hoài vẫn thòm thèm. Những lần đứng nhìn mẹ nấu món ngon để được mẹ cho ăn thử một miếng, sao mà nhớ quá. Nhớ nồi cơm mới đầu mùa gặt, mẹ nấu hương bay ngọt ngào tuổi thơ. Nhớ cả những ngày hè nóng nực, bên bếp lửa mẹ nấu nướng, lưng áo đẫm mồ hôi. Thương mẹ cả đời cực nhọc dưới góc bếp, ruộng lúa, vườn rau, lo những bữa cơm đủ đầy cho cả gia đình. Bên bếp lửa ấy, một tuổi thơ bình dị với những con mắt ngây thơ đen láy, ngồi hơ tay và nghe bà kể sự tích ba ông đầu sau. Bà kể trong mỗi ngôi nhà, dù giàu hay nghèo, cũng phải có cái kiềm, có ngọn lửa để tạo ra sự sống cho mỗi gia đình. Ngọn lửa năm nào trong bếp của mẹ, của bà không ngày nào tắt, nhất là vào những ngày mùa đông. Bếp lửa năm đó đã nhen nhóm lên tình yêu thương bằng những điều giản dị nhất mà tuổi thơ được hưởng trọn. Trưởng thành, xa quê, buôn ba đến những miền đất nước khác nhau, người ở phố thị xa hoa, kẻ ở nông thôn bình dị, người đến gia hàng sang trọng, kẻ vào quán ăn bình dân, nhưng sao vẫn thèm những bữa cơm mẹ nấu nơi gốc bếp quê đến lạ thường. Nhớ nồi cơm mới có mùi khói trơn trạ, nhớ đĩa rau lăn lụt chấm nước thịt kho, hay là nồi canh chua cá lóc đồng. Chẳng có món nào có thể thay thế những món ăn của mẹ, cũng chẳng có ai có thể nấu cho con một bữa cơm đầy đủ vì yêu thương như đầu bếp mẹ. Đứa con nào đi xa rồi cũng phải có ngày tìm về với quê hương xứ sở, tìm về với gia đình sau quãng thời gian phiêu lãng, bởi chẳng có nơi nào ấm áp và bình yên như vòng tay mẹ. Xa quê đến với những miền đất khác nhau, cứ chiều về từ cõi lòng mình như bỗng thấy vị cay nồng của khói bếp ở đâu cứ len lỏi đến. Vị khói quen thuộc làm lòng người se ấm lại, và một nỗi nhớ quê, nỗi nhớ những ký ức tuổi thơ không thể nào phai mờ, cứ dần gọi về ngọt ngào, thiêng liêng và ấm áp. Chiều nay con muốn gác lại tất cả, về bên bếp lửa năm xưa cùng mẹ, cùng bà, để nghe tiếng tí tách thân thương. Mẹ hình ơi, quê nhà chờ trong con về, vì lời xứ người con phiêu bạc bán thân cho đời. Thank you.
tuổi thân khi nhớ ba mẹ, người thân khó chịu như thế nào, đặc biệt là những khi đau ốm, khó khăn trong cuộc sống. Tác giả Phan Hoài. Tự do thoải mái, không ai bắt ngủ sớm, không ai bắt về nhà,
không ai cấm cản đi chơi qua đêm, và cũng không ai bắt phải ăn cơm đều ba bữa. Thế rồi thật buồn cười mẹ, đôi khi con thèm được nghe giọng của mẹ, khả năng quen thuộc gọi con dậy mỗi khi trời sáng. Ngồi trên xe bốn bánh tự nhớ thật êm, lại thèm cảm giác cùng bọn những mẹ trên chiếc xe đạp hai bánh cọc cạnh nhà mình. Con được tập điện trong căn phòng có điều hòa mát mẻ, đầu lại quẩn quanh hình bóng nóng chảy mồ hôi mẹ quạt tay liên hồi khi ở trên quê mất điện. Con cứ biết lớn lên là mang nhiều mệt mỏi và áp lực đến như vậy, rồi mới hiểu tại sao có quá nhiều kẻ nằm mơ giữa lòng thành phố, do ta bận buồn chán lại khao khát về quê nuôi cá trồng rau. Còn một ước lớn màu để ta hồ vẫy vùng nơi đất trời xứ lạ, mà không hề hay biết dù hạ đến thu qua độc tàn xuân nở rộ, còn vẫn có những thời khắc thực sự rất cô đơn và muốn trở về nhà. Có những ngày như hôm nay cảm thấy thật may vì con luôn còn ở đây. Cuộc sống nên con vượt qua đời tận ở một phương trời mới xa xôi không giống như quê nhà. Sẽ thấy sống con quăng lên vội mình áo, những nhà đang đạp xe thật nhanh con đi đến chỗ con mong thấy nhớ nhà, cuộc sống xa.